Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mát. Vài tuần nay, bệnh nhi đến khám các bệnh về hô hấp tăng cao, trung bình từ 60 đến 80 ca khám mỗi ngày. Ngoài khám thì có nhiều trường hợp bác sĩ phải chụp thêm X-quang phổi, xét nghiệm máu để sàng lọc một số bệnh và dấu hiệu nặng. Từ đó chỉ định cho bé nhập viện chữa sớm để tránh biến chứng nặng cho bé. Khi mà bé có biểu hiện bệnh ban đầu thì mình nên đưa đi khám để tránh các biến chứng nặng về sau. Và nhất là khi mà trẻ em đã ảnh hưởng đến nhịp thở, ví dụ như thở co lặp ngực hoặc là bé nó gồng lên thở, thở rất là mệt á. Hoặc là có một số biểu hiện để ý, người nhà có thể để ý. Thứ nhất là cái cánh mũi bé nó phập phồng lên và cái lồng ngực bé nó phải gồng lên để thở, lồng ngực nó co lặp lên rất là nhiều. Thì khi đó thì đó là dấu hiệu nặng, cần phải nhập viện để cấp cứu điều trị liền. Ngoài những ca nhẹ phải điều trị ngoại trú, nhiều trường hợp trẻ bị viêm phổi nặng phải nằm viện và thở oxy. Ban đầu chỉ là viêm tiểu phế quản hay phế quản rồi chuyển sang viêm phổi. Điều mà nhiều phụ huynh lo lắng, khi con đã bị viêm phổi thì dễ tái đi tái lại. Và cứ mỗi lần con bệnh thì bố mẹ phải xin nghỉ việc nhiều ngày để chăm con ở bệnh viện. Dạ, sốt ruột với rầu lắm cô. Em nghĩ là đợt này nặng hơn những đợt trước vì lần này là bé phải thở oxy. Còn những lần khác thì bé chỉ có vô thuốc rồi phun mũi như thôi. Theo các bác sĩ, khi thời tiết thay đổi sẽ tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn phát triển mạnh. Đây là nguyên nhân khiến các loại bệnh về đường hô hấp tăng cao. Vài tuần mưa, vài tuần rồi thì bệnh hấp ghi nhận có tăng, tăng khoảng 30% so với những tháng trước. Dạ, tăng chậm nhất. Đa số là khi mà trời nhiễm lạnh, khí lạnh thì trẻ con sẽ dễ bị mắc bệnh hô hấp hơn. Do đó thì đại bệnh hô hấp tăng vào cái mùa này. Cái quan trọng đó là mình phải cho các trẻ chích ngừa đầy đủ, đặc biệt những bệnh mà gây bệnh hô hấp á, mình chích ngừa những bệnh hô hấp như là mình chích ngừa phế cầu, ngừa cúm, ngừa sởi là những bệnh hay gây bệnh hô hấp nhất. Mình nên cho trẻ chích đầy đủ và chích nhắc lại. Ngoài tiêm ngừa đầy đủ, phụ huynh cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng giữ ấm cho trẻ. Một điều quan trọng khác là vệ sinh sạch sẽ trước khi chăm trẻ, không ôm hôn con khi chưa rửa tay chân, thay quần áo sạch mỗi khi ra ngoài về, bởi điều này vô tình mang mầm bệnh lây cho trẻ.